Em bán quán cơm bình dân mà ít khách quá, toàn phải ngồi đuổi rồi thôi anh. Anh giúp em với, em hứa bao cơm anh trọn đời. Ok, tiện đây chú cho anh một suất ăn thử rồi anh nói chiến lược này cho mà tham khảo. Hưng mở quán cơm văn phòng bán online. Ban đầu Hưng chỉ đặt hai mức giá 25.000 và 40.000. Thế nhưng hầu hết khách hàng chỉ lựa chọn mua suất 25.000. Với mỗi suất đó Hưng chỉ lãi trung bình có 5.000. Có hôm bán hết nhưng chẳng lời lãi được đồng nào. Hưng muốn hướng khách hàng mua suất 40.000 nhiều hơn. Hưng tạo thêm một suất cơm có giá 37.000 và thay đổi cơ cấu đặt giá như sau: suất 25.000 có một món cơm và một món mặn. Suất 37.000 có một món cơm cộng hai món mặn và canh. Suất 40.000 có một món cơm cộng bốn món mặn kèm canh và nước hoa quả. Nhìn menu này rõ ràng chỉ cần bỏ thêm 3.000 mua suất 40.000, những khách hàng sẽ được ăn thêm rất nhiều món. Sau một tháng triển khai, số lượng khách hàng chuyển qua mua suất cơm 40.000 tăng từ 20 lên tới 55%. Khi đã xác định được mục tiêu về lợi nhuận mong muốn, bạn hãy áp dụng các chiến lược đặt giá và giữ chân khách hàng phù hợp để công việc kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn. Hoàng Mạnh Cường, Marketing, thực chiến.